Giờ là chuẩn bị đến ngày mới rồi. Và Toàn chỉ còn vài tiếng nữa Toàn bay Sài Gòn. Và trước khi bay thì ngày mai, vì là bay khi bay là đã bay vào Sài Gòn thì Toàn không có thời gian để làm livestream và làm việc với đồng đội nhóm trong đó. Và vì cái điều đó nên Toàn sẽ làm gì ạ? Toàn đã luôn luôn hứa với mình, nhớ mình rằng mỗi ngày mình làm livestream một lần. Dù muộn hay dù sớm mình cũng làm. Và để bù lại việc Sài Gòn mình sẽ không làm được, do đó mình sẽ làm rất muộn. Mình sẽ làm livestream rất muộn. Và nếu bạn nào mà còn đang thức thì hãy xem livestream này. Còn nếu bạn nào không thức thì Toàn lưu cái livestream này để ngày mai bạn xem lại. Hello Bùi Văn Hợp. Hello Mai Thu Huyền. Hà Thu Huyền. Hello Bùi Trọng Hường. Cảm ơn anh Hữu Điền. À, khi Toàn làm livestream thì cũng rất là nhiều người tuyệt vời, không cần biết Toàn nói gì, không toàn cần biết Toàn chia sẻ gì, không cần biết là livestream này về chủ đề gì, và các bạn đã đều chia sẻ nó đi, vì rằng gì ạ, mọi người đã thấy một thói quen rằng gì ạ, cứ chân Toàn chia sẻ là điều cực kỳ tuyệt vời, và Toàn là cảm ơn và Toàn biết ơn về điều đó, cho nên là nó cũng là một cái gì ạ, nó cũng là một cái áp lực với Trần Toàn là khi livestream phải chia sẻ điều đó, phải chia sẻ cái điều gì có giá trị cho mọi người, do đó gì ạ, Toàn sẽ không bao giờ lấy bớt mất thời gian của các anh chị. Nếu anh chị mà có đang có rảnh rỗi hoặc đang làm gì đó đang xem cái livestream này thì đều mỗi cái lời nói ra hay là mỗi cái hành động đều phải có giá trị. Toàn không lên để gì ạ, để chém gió, toàn cũng không lên để show cái này show cái kia, mà toàn lên để chia sẻ những bạn với bạn những điều tuyệt vời mà toàn có thể học được, hoặc toàn có thể biết, hoặc có thể giúp được bạn một vấn đề nào đó trong kinh doanh, trong kiếm tiền hay là trong marketing. Cảm ơn rất nhiều người tuyệt vời. Hello, đêm rồi mà vẫn có nhiều người online hết. Đêm rồi vẫn nhiều người online hết. Và buổi tối ngày hôm nay thì Toàn sẽ chia sẻ về điều gì? Buổi tối hôm nay Toàn sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để có thể chốt sale nó mạnh mẽ hơn, cách để bạn có thể bán hàng tốt hơn. Hoặc là Toàn cũng chỉ làm gì ạ? Toàn trả lời các câu hỏi của bạn về sale và marketing. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bán hàng, bất kỳ câu hỏi nào về marketing thì có thể đặt câu hỏi với Trần Toàn sẽ hỗ trợ bạn. Rồi, ok, nó hơi tối, toàn tắt bớt điện đi. Nó hơi tối, tắt bớt điện cho nó tối hẳn. Bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị chúc nhau buổi sáng rồi, chứ không phải buổi tối nữa, chúc nhau buổi sáng rồi. Hello Nguyễn Văn Nhân, rất là nhiều người đây, đang rất là tuyệt vời. Và toàn cũng sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều điều về sale và marketing, về bán hàng. Còn bây giờ thì nếu mà bạn có câu hỏi nào, hay bạn có lựa chọn nào, hay là bạn có điều gì mà cần phải hỏi thì Toàn sẽ giúp bạn. Trong cái công việc của các bạn, rất là nhiều thứ mà chúng ta đã gặp phải ngoài kia. Đó là hàng ngày chúng ta đang bị đi đi mưu sinh để kiếm tiền, đang đi tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm sản phẩm để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng chúng ta để chúng ta có tiền. Thì đổi lại là chúng ta sẽ được tiền, đổi lại chúng ta sẽ có thời gian dành cho gia đình, hay đổi lại là chúng ta sẽ có một cuộc sống khác hơn. Ai cũng vậy, tôi cũng vậy và bạn cũng vậy. Tất cả chúng ta đều mong muốn có tiền. Vì rất là nhiều người trước đây Toàn có một cái quan điểm là gì ạ, tiền nó không mang lại hạnh phúc, tiền không mang lại hạnh phúc, có thể nó không mang lại hạnh phúc, nhưng mà thiếu tiền thì gì ạ, chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu, không có hạnh phúc, vì thiếu tiền nó sẽ thiếu rất nhiều thứ, do sau khi mà tầm quan trọng của tiền, tầm quan trọng của hạnh phúc và tầm quan trọng là chúng ta làm sao phải bán hàng, Toàn gộp nó lại, Toàn biết được những cái bước đi của nó, như làm như thế nào để có nhiều tiền, làm như thế nào để có nhiều hạnh phúc và làm như thế nào để có nhiều thời gian, thì Toàn đã gộp lại, Toàn đã đúc kết lại sau 9 năm 9 năm toàn kinh doanh về lĩnh vực iPhone và rất nhiều năm thì toàn kinh doanh về về thời trang, về những cái dòng sản phẩm về về thời trang, rồi về những cái thứ liên quan đến đồ công nghệ. Thế toàn biết được điều đó và toàn ngày hôm nay toàn đóng gói lại, toàn chia sẻ với các bạn. Thì từng bước một thì chúng ta sẽ giải quyết những cái thứ đấy như nào. Giải quyết những thứ đấy như nào. Thì bây giờ thì cái điều chia sẻ của toàn đầu tiên là khi bạn bán hàng. Khi bạn bán hàng thì bạn cần mấy thứ như sau. Bước đầu tiên là bạn sẽ phải biết cách lựa chọn. Lựa chọn thì luôn luôn hơn nỗ lực, toàn luôn nói điều đó, lựa chọn thì hơn nỗ lực. Trước đây toàn nghĩ rằng gì ạ, nếu mình chăm chỉ mình sẽ gì ạ, mình sẽ khá hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn, mình sẽ trở lên có thể là đầy đủ hơn và giàu có hơn. Vì lúc điều này thì bố mẹ toàn đã dạy luôn từ đầu, từ ở trong đầu toàn là mày phải chăm chỉ lên con ạ, nếu mày không chăm chỉ thì năm nay không có đồ, không có gì mà ăn đâu, mày phải chăm chỉ lên thì mày mới có thể giàu có được. Và toàn cũng bị cái điều đó, toàn bị điều đó găm vào đầu mình, và mình làm luôn luôn làm việc chăm chỉ và cần mẫn, chăm chỉ và cần mẫn. Từ những cái một cái anh bạn một cái anh một cái cậu bé lót chót trong quán net, sau đó thì lót chót là đi
đi đẩy giáo, đi làm điện với công trường, toàn cực kỳ chăm chỉ luôn, toàn làm ngày làm đêm, làm ngày làm đêm để gì có một mức thu nhập tốt hơn. Nhưng mà khi mà làm như vậy thì nó có mấy vấn đề xảy ra. Cái đầu tiên là mình không có thời gian để mình có thể học những điều mới. Điều thứ hai là gì ạ? Mình có tiền nhưng mà không đáng bao nhiêu cả. Cứ ráo mồ hôi là hết tiền. 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. 4 triệu rưỡi là cao nhất cái lúc bấy giờ. Và Toàn không thể để ra bất kỳ một đồng nào. Toàn cực kỳ tiết kiệm, cực kỳ chăm chỉ nhưng mà không để ra tiền. Vì là cái môi trường làm việc xa nhà, làm việc công trường, sau đó lại còn ăn uống, còn nhà trọ, còn rất nhiều thứ khác. Chỉ khi nào mà về quê mỗi lần về quê thì lại dùng đến tiền lại qua các thứ khác và không có tiền, và cứ như thế cuộc sống nó trôi đi trong một cái bối cảnh nó gần như là tẻ nhạt. Và khi không có tiền như vậy thì toàn là gì ạ? Nếu mà cái cuộc đời mình mà cứ sống như vậy, cái cuộc đời mình mà cứ đi kiếm tiền như vậy thì mình sẽ làm thuê đến bao giờ? Toàn luôn đặt câu hỏi cho mình sẽ là người làm thuê đến bao giờ và mình sẽ sống cuộc sống này đến bao giờ? Có những lúc mà mình đi qua những cái ngày mà đi làm thêm buổi tối, đi qua những con đường mà đôi trai gái họ ôm nhau, họ yêu nhau, họ yêu thương nhau và họ ngồi nói chuyện với nhau, và mình cảm giác mình luôn luôn muốn có cảm giác mình sẽ được như vậy, mình sẽ được như vậy, nhưng mà mình sẽ không có thời gian để được như vậy, mình sẽ cũng không có nhiều tiền để mình có thể được như vậy. Và lúc đấy thì đến một ngày Toàn quyết tâm thay đổi, quyết tâm thay đổi, mình phải làm điều gì khác đi, mình phải làm điều gì khác đi, mình phải bán một cái gì đó, hoặc là mình sẽ phải làm gì, mình phải giống cái ông chủ của mình chẳng hạn. Mình sẽ làm sao? Mình có nhiều người làm việc cho mình mà mình không cần phải làm nhiều việc mà mình vẫn có tiền. Và khi mà mình có tư duy như vậy, mình có mong muốn như vậy và mình bắt đầu tìm cái cách để thay đổi nó. Khi cái cuộc đời của Trần Toàn thì cũng không hẳn nó dễ, không phải là mình muốn mà mình được ngay. Và bạn cũng vậy, bạn cũng sẽ giống tôi cũng có thể giống bạn. Vì làm gì ạ? Khi chúng ta bước vào kinh doanh, chúng ta bước vào những lĩnh vực khác thì chúng ta gặp rất nhiều những rào cản. Rào cản đây là rất nhiều những rào cản. Có những rào cản là chúng ta lựa chọn sản phẩm sai. Có những rào cản là gì ạ? Chúng ta kinh doanh, chúng ta bước vào và chúng ta không hiểu về cái thị trường đó, không hiểu cách bán như nào, không hiểu cách làm marketing như nào. Có những rào cản là gì ạ? Chúng ta cũng đã lựa chọn sản phẩm rồi, chúng ta bước vào thị trường rồi, nhưng chúng ta không ra được đơn hàng và chúng ta gì ạ? Chúng ta bị vấp ngã trong đấy và chúng ta bị tồn vốn trong đấy và chúng ta không có tiền. À, sau đó thì Toàn bước ra lĩnh vực kinh doanh về iPhone. Kinh doanh về iPhone thì những ngày đầu tiên nó làm cũng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tốt. Nhưng mà vì do mình không có quá nhiều kiến thức vào cái quản trị, mình không có kiến thức về về sale và marketing, do đó là cửa hàng những ngày đầu tiên thì ok, ít cạnh tranh, nhưng những ngày sau đó thì sao? Những ngày sau đó thì rất nhiều đơn vị khác cạnh tranh vào, và khi bị cạnh tranh vào như thế thì Toàn là gì ạ? Toàn bắt đầu cái doanh số đi xuống, và doanh số đi xuống thì nó kéo theo rất nhiều những hệ lụy đằng sau. Ngày xưa mình đi làm thuê ngày 8 tiếng thì vẫn đủ sống, lương 3-4 triệu vẫn đủ sống, nhưng sau này khi mình ra làm chủ ấy, có đôi khi ngày mình làm 18 tiếng, 18 tiếng, và khi trả lương cho nhân viên xong ấy, trả lương cho nhân viên xong rồi mọi thứ xong, tiền nhà tiền cửa xong, thì mình gì ạ? Mình gần như hết tiền và phải đi vay tiền, và người ta gọi đấy là không đủ sống. Bạn cũng có thể lâm vào tình trạng như Toàn, hoặc bạn bạn khá hơn Toàn một chút là gì ạ? Là khi bạn nhìn lại thì doanh số của bạn đang rất thấp, doanh số của bạn đang rất thấp. Nếu bạn đang trả lương cho bạn thì mức lương của bạn cực kỳ lẹt đẹt, bạn gặp vấn đề tình trạng như thế. Thì khi mà mình gặp tình trạng như vậy, mình bảo là không phải, mình hình như có điều gì sai sai ở đây, không phải cứ kinh doanh nhà giàu mình có điều gì sai sai, mở vài cửa hàng lên nhưng nó vẫn nghèo, không phải là nghèo mà còn còn gì ạ, nó không có cuộc sống như mình mong muốn. Và điều đó thì đã thúc đẩy Toàn là mình phải khác nữa đi, tại sao mình như vậy. Và đến một ngày Toàn gặp một người thầy, người ấy nói với Toàn rằng là gì ạ, kiến thức của em đến đâu thì tiền của em đến đấy. Thì lúc ấy mình bảo ô, kiến thức của mình tốt mà, mình cũng học cấp 3 nào, mình cũng học cấp 2, mình cũng học rất như bọn nó mà, rất nhiều bạn tốt mà. Xong đó mình cũng học, cũng thi đại học mà, cũng đi học mà, cũng học rất nhiều những thứ khác ở trên mạng mà. Thế tại sao mình không có tiền? Nhưng mà mình ngẫm lại là, ừ nhỉ, mình học những cái thứ ngoài kia nhưng mà nó chẳng có liên quan gì đến kinh doanh cả. Bạn cũng vậy, có rất nhiều bạn ở đây cũng vậy. Bạn học những ngành mà không liên quan gì đến kinh doanh và bạn bước ra kinh doanh. Và khi bước ra kinh doanh thì bạn sẽ làm sao? Bạn gặp rất nhiều vấn đề. Và lúc đấy Toàn thấy là gì ạ? À, muốn giàu có, mình kinh doanh, muốn giàu có, muốn kiếm được nhiều tiền từ lĩnh vực kinh doanh thì mình phải học về kinh doanh, mình phải học về kinh doanh. Và lúc đấy thì Toàn bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh. Và khi mà tìm hiểu về kinh doanh thì Toàn biết thêm là gì ạ? Kinh doanh là bạn phải biết về marketing và sale. Và lúc đấy Toàn dồn rất nhiều tâm sức, Toàn dùng rất nhiều những cái kỹ năng của mình, dùng rất nhiều những cái gì ạ? Đam mê, nhiệt huyết của mình để học về marketing và sale. Và bạn cũng vậy, khi ngày hôm nay bạn đang nghe cái livestream này thì đây là những lời khuyên của Trần Toàn, đây là những tâm sự của Trần Toàn để Toàn mong muốn rằng gì ạ? Bạn có một cuộc sống tốt hơn,
và một cuộc sống đầy đủ hơn và giống như Toản bây giờ. Thì lúc đấy thì Toản bắt đầu đi học với những khóa marketing và sale, Toản học ở trong nước, Toản học ngoài nước, Toản học từ những người khác, Toản học rất nhiều, học về quản trị nhân sự của mình, học về cách làm sao để lựa chọn sản phẩm. Và lúc này Toản thấy rằng à, mình lựa chọn đúng rồi, mình lựa chọn đúng rồi. Lựa chọn đây không phải là chỉ lựa chọn sản phẩm đâu, mà bạn cũng phải lựa chọn những kiến thức mà bạn học. Nếu mà bạn muốn, bạn muốn giỏi trong lĩnh vực y khoa thì bạn học y khoa, nhưng nếu mà bạn muốn giỏi vào trong lĩnh vực về 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 bán hàng, về kiếm tiền thì bạn phải học kinh doanh, bạn phải học về quản trị, bạn phải học về dòng tiền, kiểu dạng như vậy. Và lúc này Toản đổ tâm sức vào học về về kinh doanh, học về marketing và học về sale. Và lúc này Toản thấy rằng lựa chọn thì luôn hơn nỗ lực. Nếu bạn lựa chọn sai, bạn nỗ lực đến cỡ nào, càng nỗ lực thì tiền càng đi xuống. Nhưng nếu bạn chọn lựa chọn đúng thì đôi khi nó cứ đi lên rồi, nó cứ thế tiền đi lên. Thì hãy ghi câu ấy xuống, hãy luôn nhớ rằng lựa chọn thì hơn nỗ lực. Và lựa chọn đây bạn phải lựa chọn gì? Việc đầu tiên, bạn phải lựa chọn sản phẩm để kinh doanh. Cái bước này cực kỳ quan trọng. Khi trong những lớp học viên của Trần Toản thì họ đã có rất nhiều học viên khi bước đến Trần Toản thì họ đang gặp vấn đề rồi. Vì thường họ gặp vấn đề họ mới đi ạ, họ mới phải đi học, và thường họ gặp vấn đề họ mới cần đến Trần Toản. Và lúc này thì Toản sẽ tìm ra vấn đề của họ, Toản chỉ cho họ thấy rằng gì ạ, sản phẩm họ đang bị sai, sai ở đâu và họ phải sửa như nào. Còn nếu bạn chưa gặp Trần Toản thì có thể bạn sẽ phải học xem cách để bạn làm sao để chọn lựa sản phẩm cho đúng. Khi bạn chọn lựa sản phẩm đúng thì công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển rất nhanh và bền vững. Khi bạn lựa chọn sản phẩm chưa đúng thì có thể nó phát triển thời gian đầu, nhưng càng về sau bộ máy càng lớn lên, mọi thứ càng lớn lên thì tiền của bạn càng không thấy đâu. Nếu bạn chọn sản phẩm mà bị sai ngay lúc đầu thì vĩnh viễn bạn không phát triển được. Do đó bạn phải có nguyên tắc lựa chọn sản phẩm. Và Toản có 5 cái nguyên tắc để lựa chọn sản phẩm kinh doanh và 25 cái nguyên tắc để lựa chọn sản phẩm kinh doanh online, thì bạn nên nên tìm nó, bạn nên tìm với Trần Toản để có thể được tư vấn và được học hỏi thêm. Thì điều này thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ không bị vấp ngã trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Tiếp theo nữa, trong tiếp theo nữa thì khi mà lựa chọn sản phẩm kinh doanh xong, lựa chọn xong cái sản phẩm thì bạn còn phải có một kỹ năng tuyệt vời nữa. Kỹ năng tuyệt vời nữa mà bạn cần phải biết. Hãy ghi nó xuống. Kỹ năng đầu tiên là lựa chọn sản phẩm đấy. Kỹ năng số 1 là lựa chọn sản phẩm. Hãy comment số 1 đi để Toản bắt đầu đến kỹ năng tiếp theo mà bạn cần phải học và cần phải trao đổi với nhau, cần phải nói chuyện với nhau và cần phải biết được những điều như vậy thì kinh doanh của bạn tốt hơn. Hãy comment nó xuống đi ạ. Hãy comment đi ạ. Số 1 là lựa chọn sản phẩm. Cảm ơn rất nhiều bạn đang đang chia sẻ giúp Toản cái livestream này. Biết rằng đêm này thì là một số ít các bạn học. Và kinh doanh là một vấn đề luôn luôn phải học. Chúng ta đã học rất nhiều thứ từ từ lớp 1 đến lớp 12 cũng chỉ để ra ngoài đời chúng ta sống thôi. Chúng để biết con chữ và biết mọi thứ để đối nhân xử thế. Thì đấy là những thứ mà chúng ta đang giúp chúng ta tồn tại. Nhưng bây giờ chúng ta muốn phát triển thì chúng ta phải học nhiều thứ khác hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, giỏi hơn nữa và cao siêu hơn nữa. Thì rất nhiều người đang bị gì ạ? Nghĩ rằng họ chỉ học đến lớp 12, sau đó học 4 năm đại học và nghĩ rằng đủ rồi và họ không đi học. Và thường những người mà không học như vậy thì họ rất là khó để phát triển. Nhân viên của Toản là rất nhiều những bạn học, là những rất nhiều bạn học đại học và Toản thì chưa học đại học, kiểu dạng như vậy. Và rất nhiều người khác họ học đại học và chưa thành công, nhưng rất nhiều người khác gì ạ, họ chưa cần học đại học mà họ đã thành công. Toản không cổ súy là gì ạ, không học đại học sẽ thành công, mà Toản đang nói điều gì ạ, kể cả bạn học đại học hay chưa học đại học thì bạn vẫn phải học sau đó rất là nhiều, luôn luôn học hỏi, không ngừng học hỏi thì bạn phát triển được. Còn nếu bạn chỉ đang tự mãn bản thân bạn, bạn đang tự mãn với những thứ bạn đang có, bạn không học hỏi thì bạn sẽ bị đi xuống rất là nhanh, rất là nhanh ạ. Rất nhiều ông lớn trước đây rất là lớn nhưng mà không chịu học hỏi, không chịu update và họ đã bị đi xuống và bây giờ thì gần như không còn tồn tại trên thị trường nữa. Do đó bạn luôn phải học hỏi và tiến lên. Thì bước đầu tiên mà Toản muốn chia sẻ với bạn về cái lĩnh vực cái trong vấn đề học hỏi đó, thì bước số 1 là bạn sẽ phải học cách để lựa chọn sản phẩm cho đúng. Số 1, lựa chọn sản phẩm. Hãy comment số 1 đi. Hello Trần Quang Minh. Trần Quang Minh là một bậc thầy về đào tạo về telesale. Các bạn có thể kết nối với Trần Quang Minh. Trần Quang Minh thì những ngày đầu tiên là Toản bước chưa bước vào đào tạo thì Toản còn còn gì ạ, còn đang đi học hỏi và Toản cũng rất ngưỡng mộ cậu cậu học cái các cậu ngày đó. Thì Quang Minh vừa mới hết sinh viên, là cái cậu sinh viên trẻ tuổi này mà lại có một cái tinh thần học hỏi cầu tiến cực kỳ lớn. Cậu ấy tổ chức ra những cái buổi đào tạo, cậu ấy giúp đỡ rất nhiều người khác và Toản follow theo cậu này. Toản đã học được từ những người người như vậy, người em như vậy. Sau đó thì Toản học 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 gì ạ, học được cách mà cậu ấy làm việc, cách học cậu học hỏi, cách cách cậu cho đi như nào và Toản phát triển. Thì các bạn có thể kết nối với cậu ấy.
Rồi tiếp theo nữa đến cái số 2 mà Toàn muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện ngày hôm nay. Không phải nghiễm nhiên mà Toàn từ một mức lương là 300 nghìn, 3 triệu đồng, 4 triệu rưỡi, sau đó lương là 10 triệu, 12 triệu mà Toàn lên 100 triệu. Và bây giờ thì cái con số của Toàn này gấp rất nhiều lần với ngày xưa rồi. Mọi người nếu mà Toàn chia sẻ trên livestream này thì mọi người sẽ nghĩ rằng Toàn chém gió, Toàn như này, Toàn kia, và Toàn không chia sẻ điều mà mức lương thực sự Toàn đang có. Không phải mức lương là mức thu nhập thì đúng hơn, Toàn đang tự trả lương cho mình mức thu nhập. Nếu mà bạn nào mà đã từng làm việc với Trần Toàn thì bạn sẽ biết biết được mức thu nhập, và thường các bạn sẽ bị giật mình với con số như vậy. Giật mình con số như vậy. Và để được đạt đến con số như vậy thì Toàn cũng mất rất nhiều thời gian, Toàn mất rất nhiều công sức và Toàn làm những điều đó, Toàn hành động, anh hành động đêm ngày. Và ngày hôm nay thì Toàn cũng đã chia sẻ với các bạn những điều này, Toàn không giấu điều gì cả. Và Toàn mong muốn rằng gì ạ? Bạn cũng sẽ được có một mức lương như Toàn, bạn có một cái cuộc sống mơ ước như Toàn. Dù rằng là Toàn không vẫn vẫn đang thua rất nhiều người khác, nhưng Toàn cũng gì ạ? Cũng đang muốn 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 trao giá trị của mình, Toàn muốn giúp đỡ những người mà chưa bằng mình để bằng mình. Thì điều này chúng ta cùng giúp đỡ nhau lên thì chúng ta sẽ lên rất là nhanh. Hãy điều đó gì ạ? Nếu mà bạn đang xem, bỏ thời gian để xem cái livestream này thì hãy lắng nghe nó. Đây là những tâm huyết của Trần Toàn đang muốn đóng gói lại và chia sẻ với bạn. Cảm ơn em, cảm ơn Phan Thu Hiền và cảm ơn những các bạn đang xem trên livestream này, là những bạn tuyệt vời của Toàn. Phan Thu Hiền cũng là một bạn học trò cực kỳ xuất sắc của Toàn. Cô ấy là một chủ thương hiệu của Eva Sport. Nếu bạn nào mà đang tập thể thao nữ thôi, còn nam giới thì Toàn chưa biết là cô Hiền đã làm chưa, tập thể thao và có như đi tập gym tập việc thì nên 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 dùng những bộ đồ của Hiền, thấm hút mồ hôi cực kỳ tuyệt vời, nó tôn body, tôn dáng của bạn lên, và bạn sẽ tự hào về body của bạn, về thân thể của bạn, và bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ đầu tư cho nó, bạn sẽ tập nó tốt hơn và bạn có kết quả tốt hơn. Rồi ok, đến cái số 2 mà Toàn muốn chia sẻ với bạn. Sau khi học được những điều như vậy, sau khi học được những điều tuyệt vời như vậy thì Toàn thấy rằng gì ạ? Mình lựa chọn sản phẩm đúng. Và lúc đấy thì Toàn lựa chọn sản phẩm iPhone là đúng, kinh doanh ngày bây giờ là đúng. Và Toàn lựa chọn cái thị trường ngách của Toàn, đó là gì ạ? Toàn không đối đầu với các ông lớn nữa. Toàn không đối đầu với các ông lớn là buôn bán máy, mua máy. Toàn không có nhiều tiền để nhập máy nhiều, vì nhập nhiều thì số lượng mới tốt được. Toàn không có nhiều tiền để có thể kinh doanh nó tốt hơn. Thì bắt đầu Toàn đã đi tìm những cái ngách của Toàn, tìm những thứ mà Toàn mạnh nhất, đó là về phần mềm, đó là về sửa chữa. Và lúc này thì các hai ông lớn kia, những ông lớn kia họ không không tập trung vào phía đó, và Toàn gì ạ? Toàn nghiễm nhiên trở thành cá lớn trong cái ao nhỏ nhỏ như vậy, cá lớn trong ao nhỏ như vậy. Và rất nhiều người biết đến thương hiệu Trần Toàn, biết đến gì ạ? Đến cái service của Trần Toàn, đến cái phục vụ của Trần Toàn, và rất nhiều người đến, và lúc đấy họ sẽ gì ạ? Trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Và lúc này thì họ gì ạ? Họ khi mà sử dụng dịch vụ rồi, họ thích cái dịch vụ và họ thích mua máy của Trần Toàn. Mua máy của Trần Toàn, mặc dù máy của Trần Toàn còn đắt hơn những ông lớn kia, nhưng họ mua vì đây là họ được trải nghiệm rất nhiều thứ đấy. Và khi mà bạn bán hàng, bạn cũng phải cần biết cách áp dụng vào cái sản phẩm của bạn. Dù sản phẩm của bạn bắt đắt hơn người khác nhưng họ vẫn mua, vì Toàn biết áp dụng rất nhiều những thứ vào trong đó. Toàn biết áp dụng gì ạ? Add thêm giá trị cho nó. Ngoài mua iPhone thì họ sẽ đạt được là bảo hành, họ sẽ có những gói sản phẩm dịch vụ đi kèm, họ được chăm sóc, và lúc này họ mua vì những thứ như vậy. Họ mua vì niềm tin. Và bạn cũng vậy, sản phẩm của bạn nếu mà ngày hôm nay bạn không bán được, không cạnh tranh được, không phải là vì bạn gì ạ? Bạn không phải vì cái sản phẩm của bạn đâu, mà vì chứ bạn chưa biết cách bán nó mà thôi. Nếu bạn biết cách bán nó thì có những sản phẩm có vài trăm nghìn, bạn có thể bán nó thì lên tới 1 triệu đồng hoặc là hơn 1 triệu đồng, nếu bạn biết cách bán nó, biết cách áp dụng giá trị vào cho nó. Ví dụ Toàn đang có một bộ thẻ của Toàn là bộ thẻ về công thức thành công tuyệt đỉnh. Nếu mà giá trị bên ngoài, mọi người nghĩ rằng gì ạ? Một bộ thẻ nhỏ nhỏ như vậy, một bộ thẻ nhỏ như vậy bằng giấy như vậy chỉ đáng giá là vài trăm nghìn đến 1 triệu là cao, nhưng Toàn có thể bán nó với mức giá 5-10 triệu, 5-10 triệu và thậm chí lên 20-30 triệu, 20-30 triệu nếu mà bạn nhìn thấy cách bán hàng của Trần Toàn. Thì tại sao người mua vẫn rất là happy, người mua vẫn rất là happy mà họ còn khao khát được mua những bộ sản phẩm như vậy? Nếu mà bạn muốn trải nghiệm cái cách bán hàng, những cái công thức bán hàng để làm sao bán hàng được đỉnh cao như vậy thì bạn nên gặp với Trần Toàn. Thì bạn nên gặp với Trần Toàn. Toàn luôn chia sẻ điều này trong những lớp học, kể cả là miễn phí hay có phí, Toàn đều chia sẻ hết mình. Bạn lên đăng ký nó. Ngày thứ sáu này Toàn có một lớp học ở Sài Gòn, và thứ thứ năm tuần sau thì phải, Toàn có lớp học ở Hà Nội, thì bạn nên tham gia nó vì bạn sẽ biết cái cách để bán hàng nữa. Và keyword số 2 mà Toàn muốn chia sẻ với bạn là keyword đầu tiên là bạn lựa chọn sản phẩm. Keyword số 2 là bạn sẽ phải biết cách để lựa chọn khách hàng của bạn. Lựa chọn khách hàng của bạn. Bạn phải biết cách bán hàng. Đấy là hai cái. Lựa chọn khách hàng. Nếu mà bạn không biết cách lựa chọn khách hàng, đừng bao giờ nghĩ rằng gì ạ? Tất cả mọi người ngoài kia là khách hàng của bạn. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn sẽ phục vụ rất là vất vả. Hãy lựa chọn cho mình những đối tượng khách hàng.
Bạn có quyền được lựa chọn. Bạn có quyền được lựa chọn sản phẩm để kinh doanh và lựa chọn khách hàng để phục vụ. Toàn cũng có quyền được lựa chọn. Toàn không phải chọn tất không phải tất cả mọi người ở đây là khách hàng của Trần Toàn. Không bao giờ phải điều đó. Bạn ở đây đều là tất cả các bạn đều là bạn của Trần Toàn, nhưng là khách hàng của Trần Toàn thì bạn phải bước qua một cái gì ạ? Một cái bộ lọc khác. Ví dụ như Toàn đang có những học viên coaching, những học viên coaching họ phải trả cho Toàn rất nhiều tiền, nhưng không phải là ai Toàn cũng nhận, không phải ai Toàn cũng nhận. Khi mà Toàn nhận họ, Toàn phải thẩm vấn họ, Toàn phải nói chuyện với họ và đủ phù hợp Toàn mới nhận. Vì khi nhận với họ thì Toàn sẽ phải đẩy cho họ gì ạ? Phải đẩy cho họ, phải giúp họ để phát triển mạnh hơn nữa, giúp họ phát triển mạnh hơn nữa. Và bạn bán hàng cũng vậy, bạn bán hàng không phải khách hàng nào bạn cũng bán nhỉ, không phải khách hàng nào bạn bán, bạn phải lựa chọn đúng đối tượng khách hàng của mình để bạn bán, bạn phục vụ, bạn bán, bạn phục vụ. Có những đối tượng bạn không được bán cho họ, có những sản phẩm bạn không được bán cho những đối tượng đó. Đó đó là cái mà bạn bán hàng, đấy là lựa chọn. Và khi mà lựa chọn sản phẩm xong, đến cái số 2 nữa, bạn lựa chọn khách hàng. Và đến tiếp theo nữa, hãy nhớ này, số 2 là lựa chọn khách hàng. Khi bạn biết cách lựa chọn khách hàng thì bạn sẽ biết cách tiếp cận họ và nói chuyện với họ và bán hàng cho họ. Đến cái số 3 mà bạn cần phải nắm được, đó là gì ạ? Đó là tìm kiếm khách hàng. Tìm kiếm khách hàng. Và khi bạn lựa chọn đúng cái đối tượng khách hàng, và bây giờ cái số 3 là bạn phải tìm kiếm khách hàng đó ở đâu? Bạn phải tìm kiếm khách hàng đó ở đâu? Rất nhiều người nghĩ rằng là gì ạ? Họ chỉ cần đăng hàng lên, đăng sản phẩm lên, rồi họ gì ạ? Họ chờ khách hàng đến, cứ chắp tay chờ khách hàng đến. Toàn cũng đã trải qua một thời gian dài như vậy. Toàn mở một cửa hàng ra, chọn những con phố đẹp, trả tiền về mặt bằng và Toàn ngồi đấy Toàn chờ khách hàng. Những ngày khách hàng đông thì dạ mình rất là vui mừng, rất là hám hở, rất là phục vụ, rất là nhiệt tình. Nhưng mà đến những ngày khách hàng vắng thì sao? Mình buồn rầu. Những ngày khách hàng vắng thì năng lượng mình thấp, và lúc này thì mình chỉ còn biết là cầu gì, cầu ông thần tài, cầu gì, khách gần mang đến, khách xa mang đến, kiểu dạng như vậy. Và mình cứ cầu thôi, mình cứ cầu thôi, và khách thường cũng không đến đâu, vì người khác cũng đang cầu mà, người khác cũng đang cầu. Và rất nhiều người khác họ đã dùng những cách khác rồi. Nếu bạn vẫn ngồi đấy, nếu bạn vẫn đang ngồi đấy và chờ khách hàng đến thì bạn sẽ bị sai lầm đấy, bạn bị sai lầm và bạn đang bị cạnh tranh với giới trẻ rất là lớn. Thế sau khi mà biết được điều đó thì Toàn mới là gì ạ? Phải tìm kiếm khách hàng. Việc của mình khi mình lựa chọn được sản phẩm rồi, lựa chọn khách hàng, và việc tiếp theo là mình phải tìm kiếm khách hàng. Và lúc này bạn sẽ phải tìm kiếm khách hàng, và rất nhiều những thứ, những quy trình, những cách thức để tìm kiếm khách hàng nào để khách hàng có thể tới với mình thì Toàn sẽ chia sẻ với bạn mấy điều sau. Khách hàng sẽ tới với bạn từ profile cá nhân, khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn từ fanpage, khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn từ group, khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn từ website, khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn từ mạng xã hội, khách hàng tìm kiếm đến bạn từ Zalo, từ YouTube, từ rất nhiều những kênh khách hàng có thể tìm kiếm đến bạn. Và việc của bạn là phải làm sao ạ? Việc của bạn phải làm sao để tìm kiếm được khách hàng trước khi khách hàng tìm kiếm đến bạn nữa. Đấy là kiểu tuyệt vời. Để khách hàng tìm kiếm đến bạn có nghĩa là họ đã tìm kiếm qua rất nhiều những người khác rồi. Và đôi khi họ không tìm thấy bạn ở đâu. Không tìm thấy bạn ở đâu để làm sao mà bạn tìm được họ. À, bạn có thể bán hàng được cho họ. Thì việc đó bạn phải tìm kiếm khách hàng xem họ ở đâu. Nhớ keyword đấy cho tôi. Ở trong những khóa học thì Toàn chia sẻ các bạn phải từng bước một để bạn đi tìm kiếm khách hàng. Từng bước một để bạn đi tìm kiếm khách hàng. Và bây giờ thì bạn, nếu bạn như là những học viên của Trần Toàn rồi thì bạn hãy áp dụng những bước đó, những cách thức đó, và bạn sẽ tìm thấy khách hàng của mình. Tìm thấy khách hàng của mình. Còn nếu bạn chưa học Trần Toàn thì ngày hôm nay bạn hãy đặt câu hỏi cho mình xem khách hàng mình sẽ phải tìm kiếm họ ở đâu. Hãy đặt câu hỏi cho bạn. Khi bạn đặt câu hỏi cho bạn, lúc này bạn mới bắt đầu bắt bộ não của mình hoạt động. Bình thường bạn đang bắt bộ não của mình hoạt động với 0,5% đến 0,5 đến 5% cái bộ não của bạn. Còn với 95% kia nó vẫn đang đang ngủ đông. Trời ơi, còn một kho tàng của bạn. Thì bây giờ bạn luôn đặt câu hỏi và bắt nó phải hoạt động. Bắt nó phải hoạt động. Bắt bạn bắt não bạn hoạt động, bắt tay bạn phải bắt đầu phải đi tìm kiếm, bắt mắt bạn phải tìm kiếm, bắt tai bạn phải nghe và bắt mọi kỹ năng của bạn phải hoạt động, bắt mồm bạn phải nói. Thì lúc này công việc bán hàng của bạn sẽ tốt hơn. Toàn trước đây Toàn mắc vào điều đó. Toàn không đi tìm kiếm khách hàng, Toàn gặp khách hàng Toàn cũng không biết cách nói chuyện như thế nào, Toàn không lắng nghe khách hàng. Lúc nào Toàn cũng thao thao bất tuyệt về sản phẩm của tôi tốt lắm. Và lúc đấy thì cứ tốt thì mày cứ dùng đi, khách hàng không dùng, kiểu dạng như vậy. Và Toàn vắng khách. Và lúc sau đó thì Toàn biết bắt đầu phải lắng nghe khách hàng của mình đang cần gì. Toàn tìm kiếm xem khách hàng của mình họ đang ở đâu, họ đang gặp vấn đề gì, mong muốn của họ là gì. Và lúc này Toàn dễ dàng gì ạ? Đến bước tiếp theo. Và bây giờ thì bạn hãy comment số 4 đi ạ, để chúng ta đến bước tiếp theo. Comment số 4 đi, chúng ta bước tiếp theo. Bạn nãy giờ thì bạn không biết thì bạn có ghi được nhiều keyword chưa, nhưng bây giờ chúng ta đã đến keyword số 4 rồi. Cách thức số 4 để bán hàng thành công. Các bạn có xem được không ạ? Có rất nhiều, có người comment bị đơ. Toàn không biết có bị đơ không? Các bạn có xem được không ạ?
Các bạn có xem được không ạ? Nếu ai đó đang xem được thì hãy comment số 4 này để xem được. Còn nếu mà không xem được nó bị treo thì ấn số 0. Tìm kiếm khách hàng là một quá trình rất dài. Tìm kiếm khách hàng là quá trình rất dài. Toàn phải cầm tay chỉ việc cho bạn. Chứ còn nếu mà ở đây thì Toàn chỉ nói sơ qua như các bạn đang nghe lý thuyết thôi. Các bạn nghe như này thì các bạn nhớ được 3% thôi. Các bạn nghe như này thì các bạn chỉ nhớ được 3%. Các bạn được đến nơi, được trải nghiệm, được thực hành, được làm việc thì toàn các bạn nhớ được thêm 70% nữa. Cho nên hãy đến lớp học của Trần Toàn. Lớp học này là lớp học Toàn luôn luôn tặng, dành tặng để Toàn muốn, mong muốn của Toàn, khát khao của Toàn là muốn thay đổi hoàn toàn cái công việc kinh doanh, cái cách thức kinh doanh và cách nhìn nhận kinh doanh, cũng như là Toàn muốn thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn lên gấp đôi. Do đó, trước đây Toàn bán với giá 998.000, nhưng mà bây giờ với tinh thần mong muốn để cho mọi người bán hàng tốt hơn, mong muốn mọi người nhận được nhiều giá trị hơn, nên Toàn đang miễn phí đó. Toàn bay vào Sài Gòn để Toàn làm miễn phí cái chương trình ngày thứ 6. Toàn bay ra Hà Nội, Toàn làm chương trình miễn phí ngày thứ 5. Do đó hãy đăng ký. Và cái link đăng ký là gì ạ? Toàn đã gắn ở trên cái caption này rồi. Trong cái phần chia sẻ này rồi. Có link đăng ký trantoan.com/marketing. MKT là bạn sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ đăng ký được khóa học miễn phí. Và bạn sẽ trải nghiệm được nó, bạn học được nó. Và bạn biết cái quy trình để bán hàng như thế nào, từng bước để bạn bán hàng thành công. Hãy đăng ký nó nhé. Ok, bạn Hiền đã không yêu sản phẩm nữa. Bạn mở rộng bán đồ nót, đồ bơi, rất nhiều đồ thứ khác. Và lúc này thì doanh số bạn sẽ tăng. Doanh số tăng rất là lớn. Bạn cũng vậy, nếu bạn chỉ yêu một sản phẩm, bạn bán một sản phẩm thì doanh số của bạn sẽ không bao giờ tăng được đâu. Không được tăng được đâu. Thì trong lớp học thì bạn sẽ biết cái quy trình để chọn lựa sản phẩm như thế nào, tìm kiếm khách hàng như thế nào, tìm kiếm nhu cầu và vấn đề của khách hàng như thế nào. Thì bạn sẽ gia tăng được doanh số rất là cao. Rất tuyệt vời, Hiền là một cô học viên học rất nhanh. Ok, và đến tiếp theo nữa mà Toàn muốn chia sẻ với các bạn. Không có lớp học trực tuyến. Lớp học trực tuyến là các bạn đang sẽ phải học bằng live stream như này. Và thường lớp học trực tuyến là các bạn đang học theo cái cấp độ nghe thôi. Và nghe nó chỉ 3 đến 7% thôi. Và cái cuộc sống rồi cái cách thức kinh doanh nó vẫn vậy. Vẫn vậy. Bạn nghe rất là hay nhưng mà bạn không áp dụng được. Không phải là Toàn không muốn truyền tải hết cho các bạn. Nhưng mà cái tương tác rồi cái góc độ nhìn nhận vấn đề thì nó không lớn lên được. Nó không lớn lên được. Do đó là Toàn không làm lớp học online mà luôn luôn có lớp học offline. Ngày hôm nay thì Toàn có một cô học viên, cô ấy live stream. Cô live stream và cô ấy đã đạt đến con số là 2,5 nghìn người xem và cái bài live stream của cô ấy. Mười mấy nghìn comment mà. Mười mấy nghìn comment mà. Đó là điều cực kỳ tuyệt vời. Và cô ấy là một cô học viên mới thôi. Mới ngày hôm, mới đầu, mới cuối tuần vừa rồi cô học. Và đến ngày hôm nay mới được mấy ngày và cô ấy phát triển vượt bậc như vậy. Có rất nhiều học viên khác thì cô bán được 280 đơn hàng. 280 đơn hàng trong một buổi tối. Và điều đó là điều mà Toàn hạnh phúc. Toàn hạnh phúc vì vì cái thành quả, cái thành công của học viên của mình là những cái chính là cái thước đo và chính là lời cảm ơn lớn nhất, lời cảm ơn lớn nhất. Khi bạn xem cái livestream này, khi bạn xem livestream này, nếu bạn có kết quả, đó chính là những lời động viên, những lời cảm ơn lớn nhất mà Toàn mong muốn nhận được. Nếu bạn nào có kết quả thì hãy feedback cho Trần Toàn nhé, hãy chat với Trần Toàn để Trần Toàn có thể cảm ơn bạn vì bạn làm động lực cho Toàn phát triển mạnh hơn nữa. Rồi ok, đến bước tiếp theo. Đến bước tiếp theo mà chúng ta Toàn muốn chia sẻ với các bạn. Sau khi bạn lựa chọn sản phẩm, sau khi bạn lựa chọn khách hàng, sau khi bạn tìm kiếm khách hàng, bây giờ thì đến bước tiếp theo là đến bước khi bạn tìm thấy khách hàng rồi, đến tìm thấy khách hàng ở đâu rồi, đến bước tiếp theo mà bạn cần phải học, đến cái tiếp theo bạn cần phải học, đến cái tiếp theo bạn cần phải quan tâm, đó là tiếp cận khách hàng. Bạn tìm thấy họ ở đâu đó, bạn nhìn thấy họ ở đâu đó, bạn gì ạ? Bạn có thể đến đó, bạn nói chuyện với họ, trao đổi với họ. Bạn có thể đến đấy để có thể bán hàng cho họ, nhưng mà cái quá trình đấy nó sẽ không thành công nếu bạn đi thiếu đi cái quá trình mà tiếp cận khách hàng. Rất nhiều người tìm thấy khách hàng, rất nhiều người gì ạ, biết khách hàng đang ở đâu và họ nhảy bổ vào họ bán hàng và thường sẽ bị fail ngay lập tức cái quá trình bán hàng. Quá trình bán hàng diễn ra không phải là gì ạ, không phải bạn nhìn thấy nhau và bạn lao vào nhau bạn bán hàng với nhau, đó không mà bán được hàng vì vì con người ta luôn luôn có bị cái tâm lý là gì ạ, sợ. Bạn và tôi đều sợ. Chúng ta sợ đầu tiên, cái lỗi sợ đầu tiên là sợ độ cao. Tiếp theo là sợ đám đông. Sợ đám đông, sợ lắm. Bạn cũng sợ và tôi cũng sợ. Và chúng ta thường có lỗi sợ với nhau. Sợ đám đông. Và tiếp theo là sợ người lạ. Thà chết không gặp người đấy. Thà chết không gặp nó. Thà chết không thế này. Thà chết không thế kia. Và chúng ta sợ người lạ. Sợ người lạ là nó hình thành từ bé rồi. Từ tiềm thức của chúng ta, từ ngày xưa rồi. Là từ cái ngày thời xa xưa chúng ta sẽ sợ gì ạ?
Từ cái thời mà nguyên thủy man di mọi dợ, chúng ta sợ những bộ tộc, những người lạ mặt khác nhau, họ gặp nhau là họ sẽ chiến đấu, họ sẽ chém giết, họ sẽ này họ sẽ kia, họ bắt về làm nô lệ. Chúng ta sợ từ tiềm thức như vậy, và đến bây giờ thì trong tiềm thức chúng ta bình thường nó không có gì nguy hiểm cả, nhưng mà chúng ta vẫn rất sợ gì đấy. Và điều này nó dẫn đến làm gì ạ? Rất nhiều người gặp người lạ mà không biết nói câu gì, không biết nói điều gì, và khách hàng cũng vậy và chúng ta cũng vậy, tự nhiên chúng ta đã có một rào cản với nhau. Và bây giờ muốn bán được hàng với nhau thì chúng ta sẽ không thể nhảy vào, chúng ta giáp lá cà chúng ta bán hàng được. Và để muốn bán hàng được thì nó có là một cái vấn đề, đó là tiếp cận, và tiếp cận khách hàng như thế nào, phá bỏ rào cản như thế nào, và chúng ta sẽ bán hàng như thế nào. Thì cái này cũng là nằm ở trong khóa học, và Trần Toàn cầm tay chỉ việc cho bạn và hướng dẫn bạn từng bước một để phá vỡ cái rào cản ấy đi, phá vỡ rào cản ấy đi, để làm sao biến người lạ thành người quen. Bạn hãy nhớ điều này, phải biến người lạ thành người quen, phải biến người quen ấy thành người yêu thích mình, yêu thích sản phẩm dịch vụ của mình. Và từ yêu thích này, bạn phải biến được người lạ đấy thành người tin tưởng mình. Chỉ có khi có tin tưởng rồi chúng ta mới mua hàng thôi. Còn nếu chưa tin tưởng, chúng ta sẽ không mua hàng, hoặc mua hàng với một mức rất ít. Đó là lý do vì sao rất nhiều người bán hàng mà họ lại bán được ít hàng. Đó là lý do vì sao mà bạn đang chỉ bán hàng cho gì ạ? Cho người quen thôi, mà không thể bán hàng được cho người lạ. Đang chỉ bán hàng cho người quen mà không thể bán hàng cho người lạ, hoặc là lèo tèo về đơn hàng. Rất nhiều học viên của tôi đang gặp tình trạng này trước khi đến với tôi. Và khi đến với tôi thì tôi đưa cho họ cái quy trình làm sao phải phải gì ạ? Phải thu được người lạ về phía mình. Rất nhiều người bạn đang sợ kết bạn người lạ, nhưng mà đừng nghĩ điều đó. Muốn bán hàng phải bán cho người lạ, vì người quen rất ít, người quen rất ít. Và bán cho người quen thì gì ạ? Họ sẽ bị nghĩ rằng bạn đang ăn lãi của họ, và lúc này tâm lý nó rất là khó chịu, rất là vất vả. Hãy bán cho người lạ. Và cái quy trình lúc đầu tiên Toàn đã chia sẻ với các bạn là gì ạ? Chọn sản phẩm này, chọn khách hàng này, rồi tìm kiếm họ này. Và bây giờ đến quy trình là tiếp cận họ. Và quy trình tiếp cận họ này thì bạn sẽ phải học nó, học nó. Ở livestream không hết được, Toàn không thể cầm tay chỉ việc cho bạn được, Toàn chỉ chia sẻ cho bạn mấy bước như sau. Thế tìm kiếm gì ạ? Tìm kiếm những khách hàng lạ, sau đó khiến họ biết đến mình. Trong lớp học thì Toàn sẽ có quy trình cầm tay chỉ việc cho bạn này, từng bước một để phá vỡ rào cản, để họ biết đến bạn. Và khi họ biết đến bạn rồi, phải bước tiếp theo phải làm sao để họ thích bạn, phải làm cho họ thích bạn, chứ đừng biết đến bạn nào bạn bán hàng ngay nhá, bị rào cản ngay lập tức. Và khi họ thích bạn rồi, phải làm sao để khách hàng tin bạn, khách hàng tin bạn. Và niềm tin khi xây dựng được, tin về bạn, tin về sản phẩm của bạn, tin về dịch vụ của bạn, tin về thương hiệu của bạn, thì họ mới mua hàng của bạn. Điều này Toàn đang làm đấy, Toàn đang làm với bạn đấy, Toàn đang làm với bạn, đang chứng minh bạn rằng gì ạ? Toàn là một chuyên gia về marketing, Toàn là một chuyên gia về sale, Toàn là một chuyên gia về bán hàng, Toàn là một chuyên gia về phá vỡ cái sự kháng cự. Thì ở trong lớp học Toàn sẽ có một cái phương thức nữa, đó là phá vỡ sự kháng cự của khách hàng, để làm sao bẻ gãy được, phá vỡ được, để khách hàng không kháng cự với bạn nữa, mà khách hàng sẽ mua hàng của bạn. Đây là một quy trình bán hàng cực kỳ tuyệt vời. Còn nếu mà bạn bán sản phẩm giá thấp thì điều đấy làm đơn giản, nhưng nếu bạn bán những sản phẩm giá cao thì bạn phải bẻ gãy được sự kháng cự để khách hàng gì ạ? Dễ dàng nghe theo bạn và mua hàng của bạn. Thì đấy là một quy trình mà Toàn sẽ chia sẻ trong lớp học. Hãy đến với lớp học đó và bạn sẽ được trải nghiệm những điều tuyệt vời như vậy. Toàn hứa đấy, bạn sẽ trải nghiệm những điều tuyệt vời như vậy. Rồi, chúng ta đang đến cái keyword là gì ạ? Keyword là tiếp cận khách hàng nhá. Tiếp cận khách hàng và để bán hàng. Và bây giờ thì đến keyword tiếp theo nữa Toàn muốn chia sẻ với bạn trước khi kết thúc cái livestream này. Vì ngày mai Toàn bay sớm, chuyến bay của Toàn là chuyến bay lúc 6 giờ. 4 giờ là Toàn đã từ nhà đi để lái xe ra sân bay, gửi xe, rồi bay sân bay và bay ra Sài Gòn để làm việc với bạn ngày thứ 6. Ngày thứ 7 và chủ nhật thì Toàn có khóa chuyên sâu. Ngày thứ 6 là khóa để Toàn cho đi, Toàn trao giá trị ra thị trường. Bạn mua hàng cũng được, không mua hàng cũng được, nhưng đến nơi bạn đã nhận được rất nhiều những giá trị tuyệt vời. Sau đó đến ngày thứ 7 và chủ nhật Toàn làm việc với đội nhóm. Và lớp học này đã có 40 người tham gia rồi. Lớp học này có 40 người tham gia rồi. Và họ Toàn sẽ làm việc với các bạn đó. Và Toàn cháy hết mình với các bạn đấy. Và truyền giao động lực, chuyển giao công nghệ, chuyển giao những kỹ thuật để các bạn kinh doanh tốt hơn. Chỉ 2 ngày học cuối tuần, bạn sẽ rút ngắn được toàn bộ khoảng 3 năm học. 3 năm để bạn có thể vất vả kinh doanh. Và bạn nên đến lớp học tuyệt vời đấy. Đấy là Toàn giới thiệu thôi. Bạn đến cũng được, không đến cũng được. Chúng ta vẫn làm bạn với nhau. Chúng ta vẫn chia sẻ với nhau, trao đổi giá trị với nhau. Và đến keyword tiếp theo nữa, đó là sale. Chốt sale như thế nào? Bạn tìm kiếm rồi, bạn tiếp cận rồi, và đến tiếp theo là bạn sẽ chốt sale như thế nào? Hãy tag tên rồi, hãy chia sẻ cái livestream này ở trong đội nhóm để có thể giúp đỡ người khác kinh doanh tốt hơn. Vì Toàn biết rằng rất nhiều người ngoài kia đang kinh doanh theo một cách truyền thống, một cách thụ động, một cách bị động, đang chờ khách hàng. Đến bước này thì Toàn sẽ chia sẻ với bạn đến bước chốt sale. Hãy cùng với Toàn trao đi giá trị cho cộng đồng đi ạ. Vì điều này Toàn đang thấy rằng gì ạ? Toàn đang giúp các bạn, giúp rất nhiều người.
vì toàn biết là vì giúp tại sao toàn lại đo lường được điều đó, vì rất nhiều người khi xem xong livestream của Trần Toàn, rất nhiều người khi học xong Trần Toàn họ đã có kết quả vượt bậc so với những gì mà họ đang làm, kết quả vượt bậc so với những gì họ đang tưởng tượng. Và ngày hôm nay thì toàn mong muốn các bạn hãy cùng với toàn làm điều này. Nhưng mà còn một điều nữa, rất nhiều người nghĩ rằng những điều miễn phí này và họ không thực hành, họ không thực hành và về họ cũng chẳng có kết quả gì. Bạn cũng vậy, có thể bạn sẽ nghe và bạn gì ạ? Bạn sẽ để đó, và khi bạn để đó thì mọi thứ nó vẫn ở đó. Bạn muốn kết quả khác thì bạn phải làm khác đi. Cách kinh doanh cũ của bạn nó chỉ cho bạn một kết quả cũ. Bạn muốn gọi gì ạ? Bạn muốn kết quả mới thì bạn phải làm theo cách mới. Và Toàn đang chia sẻ những điều mà Toàn đang làm, Toàn áp dụng nó và Toàn thành công với nó. Toàn kiếm được ra rất nhiều gì ạ? Doanh số từ nó. Học viên của bạn Toàn cũng có rất nhiều kết quả từ nó và Toàn chia sẻ với bạn. Thì hãy làm điều này. Hãy làm điều này. Hãy làm điều này. Đó là những điều giúp bạn kinh doanh tốt hơn. Và bây giờ thì Toàn mong muốn bạn, trước khi Toàn chia sẻ những cái keyword cuối cùng, đó là chốt sale như thế nào cho thành công, thì Toàn mong muốn bạn hãy chia sẻ nó. Hãy chia sẻ cái livestream này như gì ạ? Như là một lời động viên, như là một gì ạ? Như là một lời vỗ tay, hay như một cái high five để truyền động lực cho Toàn bằng chia sẻ. Toàn mong muốn cái lượt chia sẻ được tăng lên, và khi nó tăng lên thì Toàn mới bắt chia sẻ nó hay hơn, còn nếu không Toàn sẽ không chia sẻ đâu. Và bây giờ chia sẻ nó đang dừng lại 18 chia sẻ, và có thể là Toàn sẽ dừng lại cái livestream này. Toàn sẽ hẹn các bạn ở một cái livestream khác, và livestream khác thì nói về sale và bán hàng. Có 60 người đang xem cái livestream này, nhưng mà Toàn đang nhận được gì ạ? Toàn đang nhận được có 18 chia sẻ thôi. Và Toàn biết rằng là gì ạ? 18 chia sẻ này, 18 chia sẻ này là những người mà học viên của Trần Toàn, là những người mà đã nhận được giá trị. Và Toàn chỉ áp giá trị cho những người chia sẻ. Toàn chỉ áp giá trị cho người chia sẻ. Và xin chào, có thể xin chào và hẹn gặp lại những cái bạn đang xem livestream này. Toàn muốn đẩy con số lên, Toàn muốn đẩy con số livestream này, không phải ép buộc, Toàn không ép buộc mọi người chia sẻ, nhưng gì ạ? Nhưng mà Toàn mong muốn gì ạ? Cái giá trị này được truyền tải cho nhiều người khác hơn nữa, nhiều người khác hơn nữa, nên Toàn cần cái sự chia sẻ của bạn, Toàn cần sự chung tay của các bạn để chia sẻ những người khác. Vì điều này là những điều Toàn đang nói này, là những điều cực kỳ giá trị, nó giúp bản thân Toàn, nó giúp bản thân Toàn rất là nhiều, từ lúc mà bàn tay trắng, từ lúc tay trắng, từ lúc tay trắng. Có những cái lúc mà Toàn nghĩ rằng gì ạ, phải về lại gia đình để gì ạ, để sống lại cùng với bố mẹ mình, sống cùng bố mẹ mình. Toàn đi làm thuê chán, là Toàn muốn về lại để làm gì ạ, làm kinh doanh, à không phải làm kinh doanh mà làm nông. Nhà Toàn làm cà phê ở Đắk Lắk, Toàn đã từng có những lúc mà muốn trở về như vậy. Nhưng mà Toàn nghĩ rằng gì ạ, cái nơi mình ra đi mà mình trở lại nó thì mình quá gì ạ, quá hèn nhát, quá yếu kém để trở lại với môi trường cũ ấy vậy. Toàn muốn bứt phá hơn, Toàn muốn mạnh mẽ hơn, Toàn muốn giúp đỡ được cả gia đình mình, thì mình phải làm khác đi. Và Toàn bước ra ngoài kinh doanh. Và khi bước ra ngoài kinh doanh thì Toàn cũng vô tình học được những điều như này từ những người tuyệt vời ngoài kia. Và bây giờ thì nghĩa vụ của Toàn là chia sẻ. Và Toàn mong muốn bạn cùng chung tay chia sẻ với Trần Toàn. Cảm ơn rất nhiều người đang bắt đầu chia sẻ với Trần Toàn. Vì làm sao chúng ta đang nhận giá trị, chúng ta cũng hãy trao đi giá trị. Bạn đã chia sẻ nó rất tuyệt vời. Và bây giờ thì sau những cái lời như vậy, đây cũng là một cách bán hàng này. Toàn chia sẻ với bạn, đây cũng là một cách bán hàng. Nếu bạn sản phẩm của bạn cực kỳ tuyệt vời, nếu mà mọi thứ của bạn cực kỳ hay, nhưng bạn thiếu cái sự kêu gọi hành động, thiếu kêu gọi hành động, khách hàng sẽ không mua hàng của bạn. Đó là lý do vì sao từ 18 chia sẻ toàn kêu gọi hành động là bây giờ nó lên đến 101 chia sẻ, tức là gấp 10 lần rồi. Gấp 10 lần. Thì điều gì nó đang diễn ra ở đây? Điều gì đang diễn ra ở đây? Toàn không đánh giá điều này nhá, toàn không đánh giá điều này. Vì thường bạn chia sẻ rất hay và thường khách hàng họ gì ạ? Họ có thể có nhu cầu bây giờ, họ có thể mua, họ không mua. Và nếu mà bạn không kêu gọi họ, bạn không nói họ vào phải mua đi, họ sẽ không mua đâu. Họ sẽ không mua đâu. Và điều đó nó áp dụng vào đến bước chiêu cuối cùng của bạn là bán hàng. Chiêu cuối cùng của bạn là chốt sale. Và muốn chốt được sale thì bạn sẽ phải có những câu kêu gọi hành động, có những kêu gọi hành động, có những cái gì ạ? Lời bán hàng, có những lời chào hàng. Có những lời chào hàng. Hãy nhớ điều này, phải luôn luôn có những lời chào hàng. Và quy trình bán hàng này Toàn sẽ chia sẻ với bạn rất sâu trong lớp học. Rất sâu trong lớp học để từng bước một bạn bán hàng thành công. Nhưng ở đây do những bạn chia bạn có những bạn online, có những bạn không thể đến được lớp học, nên Toàn sẽ chia sẻ điều này. Và đây là những phần quà dành cho những người đã ở lại chương trình này, đã live stream này. Đó là muốn bán hàng được thì bạn phải có kêu gọi hành động. Và khi kêu gọi hành động thì cái món hàng của bạn phải có giá trị. Bạn phải add thêm những giá trị cho nó. Bạn phải add thêm những giá trị cho nó. Nếu mà những lời chia sẻ trước đây của Trần Toàn không hay thì Toàn có kêu gọi hành động cỡ mấy bạn cũng sẽ không mua hàng. Do đó muốn bán được hàng thì những cái phần từ trước đó, từ phần bắt đầu khiến tìm kiếm khách hàng, khiến khách hàng biết, thích và tin, là mọi thứ bạn đã phải có giá trị với khách hàng rồi.
Khi có giá trị thì lập tức khách hàng sẽ mua hàng của bạn. Còn nếu không có giá trị, khách hàng sẽ không mua hàng của bạn. Luôn luôn nên nhớ về điều đó. Muốn bán hàng được thì món hàng của bạn phải có giá trị. Và nữa, bạn luôn luôn phải add thêm giá trị vào sản phẩm. Bạn có thể có những thứ như sau để bán sản phẩm này. Đầu tiên là quà tặng kèm. Bạn phải có quà gì cho khách hàng của mình. Đây là những món quà tỏ ra trao giá trị cho bạn. Thì bạn gì ạ? Bạn mới mua hàng, bạn mới xem. Xem này cũng là một mua hàng nhá. Bạn chia sẻ cũng là một cái kiểu mua hàng nhá. Tiếp theo nữa, muốn làm được thì bạn phải giúp đỡ cái sản phẩm của bạn, phải giúp đỡ được khách hàng. Sản phẩm của bạn phải giúp đỡ được rất nhiều những người khác ngoài kia. Và sản phẩm của bạn phải có tính nhân văn. Và khi Toàn làm những điều này thì bạn đã sẵn sàng chia sẻ những livestream của Toàn. Sẵn sàng chia sẻ livestream của Toàn. Vì Toàn đang tính nhân văn là Toàn muốn giúp đỡ được những người khác ngoài kia. Và bạn đang giúp Toàn. Bạn đang giúp Toàn nhưng thực chất bạn cũng đang giúp bạn. Bạn đang giúp bạn. Vì khi bạn chia sẻ những điều giá trị này thì người khác cũng yêu thương bạn. Vì có bạn nên họ tiếp cận được những điều tuyệt vời này. Thì đó là những điều tuyệt vời. Và muốn bán được hàng thì sản phẩm của bạn phải giúp đỡ được người khác. Sản phẩm của bạn có phải tính nhân văn. Sản phẩm của bạn phải tốt. Và nữa, bạn phải add thêm những giá trị vào sản phẩm. Bạn phải có những chiêu như sau nữa. Tiếp theo, có rất nhiều những thứ để giúp bạn bán được hàng. Đó là gì ạ? Đó là khuyến mại. Đó là giảm giá. Đó là thời gian. Thời gian giảm giá. Đó là kêu gọi hành động. Đó là quà tặng đính kèm. Đó là bao bì. Đó là rất nhiều những thứ khác. Thì những điều này Toàn đã chia sẻ rất sâu ở trong lớp học. Và Toàn mong muốn gì ạ? Mong muốn được gặp bạn ở trong một lớp học. Mong muốn được gặp bạn ở trong lớp học. Toàn mong muốn. Toàn không biết bạn đang ở đâu. Toàn không biết bạn đang ở đâu. Toàn không biết bạn đang kinh doanh cái gì. Toàn không biết bạn đang ở đâu. Toàn không biết bạn đang kinh doanh cái gì. Toàn cũng không biết bạn đang kinh doanh như thế nào. Nếu mà bạn đang kinh doanh ổn rồi thì hãy cứ tiếp tục với những điều tuyệt vời đấy đi. Còn nếu mà bạn kinh doanh chưa ổn, nếu bạn kinh doanh chưa ổn, nếu bạn đang gặp vấn đề gì đó trong ngành nghề kinh doanh của bạn thì hãy cho phép Toàn được đồng hành với bạn. Hãy cho phép Toàn được gì ạ? Được gặp gỡ bạn, nói chuyện với bạn và chỉ cho bạn những cái bước đi phải đi như thế nào. Toàn đã từng gặp những vấn đề như vậy, Toàn đã bứt phá được lên, Toàn đã bước qua được nó và Toàn mong muốn được gặp bạn và chia sẻ những bạn điều tuyệt vời như vậy. Toàn mong muốn gì ạ? Cùng đồng hành với bạn. Hãy đến để cho Toàn được đồng hành với bạn. Hãy đến và đưa tay cho Toàn để Toàn có thể nắm tay bạn để giúp đỡ bạn công việc kinh doanh tốt hơn. Gặp chân Toàn 4 tiếng, bạn sẽ gì ạ? Cảm giác gì ạ? Bạn sẽ cảm giác được rằng chúng ta đã gặp nhau rất lâu trước đấy rồi. Gặp chân Toàn 4 tiếng, bạn sẽ nhận được rất nhiều những giá trị mà trước đấy bạn nghĩ rằng gì ạ? Bạn nghĩ rằng không cần đến nó. Gặp chân Toàn 4 tiếng, bạn sẽ phát triển công việc kinh doanh của bạn một cách vượt bậc và thần kỳ. Hãy share và like livestream này. Và xin chào và cảm ơn rất nhiều những người bạn đã giúp Trần Toàn chia sẻ những điều giá trị này tuyệt vời này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp bạn ở Sài Gòn thứ 6, ngày 6 tháng 4, 2018. Hẹn gặp lại bạn ở Hà Nội, ngày 12 tháng 4, 2018. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc bạn kinh doanh tốt. Ok, rất nhiều những người bạn tuyệt vời. Nếu bạn ở Sài Gòn, hãy đến gặp Trần Toàn 4 tiếng. Ở Hà Nội, hãy đến gặp 4 tiếng. Khóa học đấy mang tên là Facebook Marketing Intensive. Thực chất, nó không chỉ ở Facebook đâu. Nó vượt qua tầm của Facebook luôn. Vượt qua tầm cái ngưỡng của Facebook luôn. Bạn sẽ biết kinh doanh mọi thứ luôn. Khi bạn biết bán một thứ, thì bạn sẽ biết bán nhiều thứ. Intensive là một môi trường học tập gia tốc 4 tiếng đồng hồ. Toàn sẽ giúp cho bạn một cái mô hình, một cái bản đồ để thành công. Để bước đi kinh doanh tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. 4 tiếng nha. 4 giờ sáng mai Toàn bay. 4 giờ sáng mai Toàn bay. Và Toàn mong muốn gặp lại bạn 4 tiếng. À, link đăng ký. Link đăng ký là trantoan.com/facebook. Đây là link đăng ký của các bạn. Đây là link đăng ký của bạn. Hãy ghi nó xuống và hãy đăng ký nó càng sớm càng tốt. Vì vé nó cũng có giới hạn thôi, nó cũng không có nhiều vé đâu. 998.000 Toàn đang miễn phí cho tất cả anh chị em đang xem cái live stream này, chia sẻ live stream này và đăng ký nó. Chào Nguyễn Hồng, chúc em ngủ ngon. Chào Cao Dung, chào Nga Hằng Vũ. Nga Hằng Vũ là một bạn học viên cực kỳ tuyệt vời. Cô bé này Toàn kể một chút về cô bé này. Toàn cảm động với cái câu chuyện cô bé. Toàn cảm động và Toàn cảm thấy cái nghị lực của cô cực kỳ phi thường. Và khi ấy thì ạ, khi mà thấy một cô bé, cô gái mà cô nghị lực cao như vậy, cô gặp nhiều nỗi đau như vậy mà cô vượt qua một cách đơn giản và dễ dàng như vậy, thì Toàn lại đặt câu hỏi cho mình:
tại sao mình có những cái nỗi đau mình không vượt qua, và Toản phải mạnh mẽ hơn, vượt qua hơn. Và không chỉ như vậy đâu, Toản thì còn thấy rằng gì ạ, mình sẽ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm để giúp đỡ nhiều người phụ nữ khác, họ đang gặp vấn đề, họ đang gặp nỗi đau, để họ phát triển được lên. Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, phụ nữ cần có tự chủ về kinh tế, phụ nữ cần tự chủ về gia đình, họ phụ nữ cũng phải cần phải tự chủ về hạnh phúc. Và rất nhiều người đang gặp vấn đề về kinh tế, về gia đình và về hạnh phúc. Mình giúp được điều gì, mình sẽ giúp hết mình điều đó. Gặp Trần Toàn, bạn cũng sẽ gì ạ, bạn giải quyết được những vấn đề như vậy. Hello em, anh sẽ check inbox của em. Lớp học của Hà Nội là 12 tháng 4. Em đã chia sẻ. Cảm ơn Lê Vũ. Cảm ơn Nguyễn Hồng. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Ok, và xin chào mọi người. Muộn rồi, để cho mọi người ngủ ngon. Rất yêu thương. Nếu ai chưa kết bạn với Trần Toàn, hãy bấm nút kết bạn nha. Nếu bạn đã kết bạn rồi thì hãy bấm vào nút xem trước nha. Hãy bấm nút xem trước để những livestream này hãy coi Toàn là một một nhân viên marketing của bạn. Update những cái mới, update những điều tuyệt vời để dành cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.